Huyền Trang xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi kênh Nhà đẹp Anglo Việt, đơn vị thiết kế và thi công chọn gói uy tín chất lượng cao. Để những căn biệt thự tân cổ điển nổi bật nhất và phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp thì việc sử dụng khuôn viên đất hoặc không gian thoáng rộng sẽ luôn được ưu tiên. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có khuôn viên đất rộng rãi và những ngôi nhà có diện tích nhỏ sẽ được Anglo Việt triển khai như thế nào? Hãy cùng theo dõi trong video ngày hôm nay nhé! Nhìn tổng thể khuôn viên đất, quý vị có thể thấy không gian được chia thành hai khu, khối biệt thự hiện lên hoành tráng với thiết kế 3 tầng 1 tung đồ sộ. Mặc dù diện tích xây dựng là 122m2, ở mặt sàn tầng 1, từ tầng 2 đổ lên chỉ có 59m2, nhưng có thể thấy là công trình vẫn toát lên vẻ đẹp nguy nga khó lẫn của phong cách tân cổ. Khối sảnh chính nổi bật với hai cột vuông ốp tường được lấy cảm hứng từ các thức cột của Hy Lạp cổ đại. Phía bên trên cùng là bức chương ốp tường được trang trí cầu kỳ với mặt ngọc, vương miện, hoa dây, thiên thần, tinh xảo. Mặc dù không có quá nhiều diện tích nhưng các kiến trúc sư vẫn bố trí đầy đủ yếu tố cần để tạo nên một công trình biệt thự tân cổ điển ấn tượng. Các khối âm, khối dương cũng được sắp xếp hợp lý giúp ngôi nhà càng thêm sinh động. Trên các diện tường, kiến trúc sư cũng thiết kế các thức cột vuông tròn, thông tầng ốp tường tạo nên sự bề thế cho tòa biệt thự. Các chi tiết phào chỉ, hoa văn khắp các diện tường cũng được sáng tạo độc đáo để tạo dấu ấn riêng, khó lẫn nhưng vẫn mang nét đẹp sang trọng và tinh tế cho kiến trúc ngôi nhà. Hệ thống khung cửa sổ được làm bằng kính, kết hợp khung nhôm sinh pha với nhiều ô thoáng vừa giúp tăng độ thẩm mỹ, vừa tạo điều kiện cho ánh sáng tự nhiên tràn ngập mọi góc ngách bên trong căn biệt thự. Hệ mái ban sát được lát đá Silet Lai Châu mang màu xanh đẹp huyền bí, đặc trưng, kết hợp cùng với nước sơn trắng tinh khôi, vô cùng ấn tượng và mãn nhãn. Sau khi thông qua bản vẽ 3D ngoại thất, các kiến trúc sư của Anglo Việt tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu, thảo luận để đưa ra giải pháp công năng, tiện nghi và khoa học nhất cho căn biệt thự như sau. Tầng 1 là phòng khách, phòng bếp và ăn, phòng ngủ khép kín. WC, tầng 2 sẽ là hai phòng ngủ. WC, tầng 3, hai phòng ngủ và WC và tầng tum. Quan sát mặt bằng công năng, quý vị có thể thấy tầng 1 có diện tích 122m2, gồm phòng khách rộng 27m2, phòng bếp và phòng ăn rộng 13,5m2, phòng ngủ khép kín rộng 24m2 và WC là 5,5m2. Từ sảnh bước vào sẽ là một không gian phòng khách vừa phải. Kiến trúc sư ưu tiên thiết kế dạng mở giữa phòng bếp và phòng khách, khiến cả hai không gian vừa được rộng thoáng lại được nối liền, thuận tiện trong quá trình sinh hoạt. Phòng ngủ khép kín là nơi để vợ chồng anh Trung nghỉ ngơi cũng như là thiết kế đầy đủ công năng hợp lý. Các vị trí đặt giường, tủ, kệ cũng được nghiên cứu chuẩn phong thủy, hài hòa nhất cho gia chủ. Từ tầng 2 trở lên, các kiến trúc sư đã thiết kế một chòi uống trà nên phần công năng còn lại là 57m2 trên sàn. Tầng 2 và tầng 3 có thiết kế tương tự nhau với hai phòng ngủ rộng 13,5m2 và 12,5m2 và một WC chung rộng 5,5m2. Các không gian được nghiên cứu hợp lý, mang đến không gian nghỉ ngơi thư thái và tiện nghi cho các thành viên. Một thiết kế không chỉ đẹp về ngoại thất mà còn rất hợp lý và khoa học trong bố trí công năng, giúp cả gia đình đều cảm thấy thật thoải mái trong ngôi nhà thân yêu. Tự hào là đơn vị top đầu trong triển khai các công trình tân cổ điển, Anglo Việt đã đem đến những không gian sống tiện nghi, đẳng cấp, phù hợp nhất cho mọi khách hàng. Liên hệ hotline 03-345-11135 hoặc 0962-368-892 để được các kiến trúc sư giàu kinh nghiệm tư vấn và hỗ trợ chu đáo nhất. Huyền Trang xin kính chúc quý vị và các bạn sức khỏe, thành công. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.